Dạ vâng, em Tuấn Hưởng xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em Tuấn Hưởng Audio. Và trong clip buổi tối ngày hôm nay đây, cả bài đàm Tuấn Hưởng lên sóng giới thiệu và báo giá cho bác 7 chiếc âm ly bãi Nhật hiện đang có mặt tại cửa hàng bài đàm Tuấn Hưởng với cái mức giá chỉ từ 10 triệu 500 nghìn đồng đổ lên thôi các bác nhé. Và cũng như là trước màn hình các bác đã thấy thì cửa hàng bài đàm Tuấn Hưởng cũng đã bày sẵn là 7 chiếc âm ly ra đây rồi. Và sau đây em Tuấn Hưởng sẽ tiến lại máy quay gần hơn để quay cận cảnh chi tiết và báo giá từng sản phẩm cho bác trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên thì em Tuấn Hưởng sẽ quay cho các bác chiếc âm ly của hãng Đài Long trước các bác nhé. Cũng như là các bác đã thấy thì đây là chiếc âm ly đời mới của hãng Đài Long, có cái mã model là PMA900HLE. Con này thì là cập bến tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng trong tình trạng là hàng siêu lướt các bác nhé. Còn bảo hành của công ty Anh Duy lên tới 6 tháng. Các bác nhìn thấy thì nó vẫn còn cái tem bảo hành của công ty Anh Duy này. Con này thì là các bác có thể bắt Bluetooth cũng như là bắt Wi-Fi từ điện thoại, chơi mạng LAN, mạng trực tiếp từ trên TV YouTube xuống. Và đặc biệt con này thì còn thùng khiển dây nguồn zin theo máy các bác nhá, còn bảo hành lên tới 6 tháng này. Đấy, chiếc âm ly của hãng Đài Long có cái mã model là 900HLE, bắt Bluetooth từ điện thoại rất là tốt. Với con này thì các bác có thể chơi tốt với những dòng loa Buxell hay những dòng loa cây cột này. Đấy. Sử dụng với nguồn điện là 220V các bác nhé. Sử dụng với là mặt phay nhôm màu bạc rất là sang trọng lịch sự này, thiết kế rất là sang trọng lịch sự. Đấy. Và tiếp đến đó là hai chiếc âm ly của hãng Đài Long có cái mã model là PMA2000 và 2004 là mã các bác nhé. Về cấu hình cũng như là ngoại hình con này thì rất là giống nhau các bác, gần như là không phân biệt đâu là con 2000, 2004 là mã. Đấy. Đều sử dụng với là bát chép ba lăng cân loa trên máy. Con này có đầy đủ tất cả các tính năng này và đánh được một lúc được hai cặp loa cùng một lúc AB và A cộng B các bác nhé. Và hai con này thì là hàng nội địa của Nhật Bản, sử dụng với nguồn điện là 100V. Các bác đã nhìn thấy thì hai con này sử dụng với là mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là đẹp này, rất là sang trọng lịch sự này. Đấy. Gần như là mặt mũi không hề có vết xước lông mèo lông chuột gì các bác này. Đấy, mặt cực kỳ là đẹp các bác nhé. Với cái con âm ly Đài Long 2000 trơn này thì cửa hàng bên đang Tận Hưởng đang giao lưu với các bác mức giá chỉ có 10 triệu 500 nghìn đồng thôi các bác nhé. Đấy, âm ly hết sức là đẹp này, đánh được một lúc hai cặp loa cùng một lúc. Và với con 2004 là mã cửa hàng bên Đàm Tấn Hưởng giao lưu với các bác mức giá là 18 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé. Mức giá rất là tốt trên thị trường hiện nay. Và tiếp đến là chiếc âm ly của hãng Mazang có cái mã model là M1150 MK2 là mã. Con này thì có một cái rất là tiện lợi khi các bác sử dụng con này thì không cần phải đến con equalizer, bởi vì nó có chỉnh ba giải và trên âm ly này, và chỉnh ba giải là đều hai vế các bác nhá. Bên này là bên trái này, bên vế phải này, chỉnh bát này, chung chép này, các bác có thể tăng giảm chép của hai vế này, chung này và bát này. Đấy, rất là tiện lợi cho bác sử dụng này. Đấy. Những con như này các bác chơi tốt với những dòng loa JB bát 30 hay những dòng loa Nhật bát 30 các bác nhá. Đấy, tiếp đến là con Sansui 707LS cha. Với những con này thì công suất rất là khỏe, sử dụng với là mặt phay mặt gương các bác nhá. Đấy, sử dụng mặt gương màu đen rất là đẹp này. Và toàn bộ những con âm ly này thì các bác có thể thêm vang thêm mic để hát karaoke gia đình nhà mình rất là hay. Ghép tốt với những dòng âm ly Nhật và âm ly dòng loa Nhật, loa Mỹ, loa châu Âu các bác nhé. Và cửa hàng bên em Tuấn Hưởng thì giao lưu các bác con 707LS cha này mức giá là 16 triệu đồng này. Và tiếp đến đó là con Đài Long, con này có cái mã model là 1010D. Con này thì vừa mấy hôm qua cửa hàng bên Đàm Tấn Hưởng cũng lên sóng giới thiệu cho bác rồi. Tất cả các tính năng cũng như là chức năng của con này có giải mã cổng quang, giải mã từ DAC từ trên TV YouTube xuống, có hai cổng quang giải mã này. Công suất rất là khỏe 323W. Thêm vang thêm mic các bác hát karaoke gia đình nhà mình rất là hay. Mức giá cửa hàng bên Đàm Tấn Hưởng giao lưu là 20 triệu 500 nghìn đồng. Đấy. Mức giá rất là tốt các bác nhé. Và tiếp đến đó là chiếc âm ly của hãng Lachman có cái mã model là 503S. Con này thì sử dụng với là mặt phay màu vàng gold rất là đẹp này. Với những con như này, theo em Tuấn Hưởng đánh giá, các bác chơi những dòng 80V, 85V
thì cái độ hay cũng như độ đẹp thì nó không thể bằng được cái con Lookman 503S này các bác nhé. Ghép tốt với những dòng loa JB Bass 30 đấy. Và với con Lookman 503S này thì cửa hàng Bê Đàm Tấn Hưởng giao lưu các bác mức giá rất là tốt, mức giá chỉ có là 19 triệu 500 nghìn đồng thôi. Còn khiển và dây nguồn zin theo máy này chợ đánh tốt được hai cặp loa cùng một lúc AB và A cộng B đấy. Và cũng như là các bác nào mà có yêu quý kênh của em Tuấn Hưởng thì cho em Tuấn Hưởng xin một like cũng như là một nốt đăng ký góc phải bên màn hình để được nhận video hay là sản phẩm mới nhất tại cửa hàng Bê Đàm Tuấn Hưởng. Và bác nào mà có quan tâm đến mã model nào thì các bác có thể kết bạn cũng như là gọi điện cho em Tuấn Hưởng theo số điện thoại 082 774 từ quý 1 để cửa hàng Bê Đàm Tuấn Hưởng sẽ quay cũng như là gửi chi tiết và tư vấn cho các bác này. Và video clip ngày hôm nay thì cửa hàng Bê Đàm Tuấn Hưởng xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn lại các bác trong video tiếp theo.